Chị Sản, chào. Chị Sản. Chim Tinh nói cung sư tử hôm nay thế mạnh áp đảo như vũ bão. Tôi tin, tôi cũng tin. Sản phẩm quảng bá chính tuần sau là mặt nạ đông khô của Lan Châu được không? Trước đây cô từng bán được đầu rồi, đây là đợt thứ ba. Chọn thêm SN đi. Cái này, Lodena. Trước đây chị từng biến nó thành sản phẩm bán chạy, bây giờ thay đổi bao bì mới rồi. Về bản màu mắt thì tôi cảm thấy cái này. Chúng ta cũng ăn ý quá rồi đó. Tất cả sản phẩm hôm nay đều bán hết rồi. Phải đó, các chị em chúng ta cũng kết thúc livestream được rồi. Mua hàng là phải xem Lương Sản. Tôi là Lương Sản, tôi là Đại Quy. Hẹn ngày mai gặp lại, tạm biệt. Được rồi, cắt rồi chị Sản. Được rồi, thế này đi. Chúng ta nghỉ ngơi 10 phút. Anh đi gọi bọn người Gia Kỳ chúng ta mở cuộc họp. Được, để tôi gọi bọn họ. Có đánh giá lô sản phẩm mới rồi đây. Tôi muốn gửi cho mọi người xem. Đầu tiên là essence của Lan. Mẫu mới này của nó kết cấu rất đặc, độ mềm mại cũng rất cao. Tôi dùng một thời gian rồi thấy không tệ, có thể đăng vào nhóm chat của fan để làm khảo sát. Thứ hai nữa là máy tăm nước mật lãng. Nó rất thích hợp cho những người răng nhạy cảm, có thể trực tiếp nhận livestream luôn được. Được chị Sản, tôi biết rồi. Được chị Sản, không thành vấn đề. Ngày mai tôi sắp xếp ngay. Sao mọi người còn chưa ngủ nữa thế? Mau ngủ sớm đi. Mai dậy rồi làm. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Ở tầng 3 cũng tốt mà. Phòng livestream ở tầng 7 tạm thời không cần trang trí lại đâu. Bảo họ dừng đi. Được, nghe em cả đấy. Tiểu Đinh, mấy ngày nay cậu ở chỗ bác sĩ Chu, bọn mình chưa từng được ăn no luôn đó. Lúc cậu không có ở đây, nhà bếp đúng là chỉ để trang trí. Vậy các cậu phải ăn nhiều vào đi. Chuyện đó, nói thật lòng, cậu và bác sĩ Chu, sau đó các phương diện vẫn ổn chứ? Cũng bình thường. Cũng bình thường nghĩa là sao? Thì cũng không tệ đó. Sao lại không tệ nào? Thì bọn mình ở nhà 3 ngày liền không ra ngoài. Ôi trời, 3 ngày kìa. Trời ạ, Tiểu Đinh, nào nào nào, để mình múc canh cho cậu. Tiểu Đinh, cậu được đó nha. Không ngờ một kẻ ế từ trong trứng như cậu tiết tấu lại nhanh tới như vậy. Phải đó, phải bồi bổ đi nào. Nhưng mà vừa nãy mình lại thấy hơi lo lắng. Cậu xem, Tiểu Đinh của chúng ta đáng yêu như thế, lại mới yêu đương lần đầu, bác sĩ Chu sẽ không ức hiếp cậu ấy. Vừa dỗ vừa lừa gạt đó chứ. Không đâu, không đâu, bác sĩ Chu rất lịch sự. Hơn nữa, các cậu biết không, trước đây khi mình chưa từng yêu, mình có từng nghĩ nếu như mình yêu đương, mấy chuyện này sẽ xảy ra như thế nào? Chỉ nghĩ tới thôi, mình liền cảm thấy rất ngại. Nhưng mà không ngờ khi thật sự đến lúc đó, tất cả cũng thuận theo tự nhiên lắm. Cũng rất... 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 rất làm sao? Rất... rất hợp lý. Rất tốt đẹp. Ôi trời, vậy là đúng rồi. Cái cần chính là cảm giác này đó. Đúng vậy, đã thời đại nào rồi chứ. Chúng ta đều có thể thoải mái bàn luận và tận hưởng. Nhưng mà cậu tuyệt đối không được quên biện pháp an toàn đó, đúng không? Có ngọt ngào và tốt đẹp tới đâu cũng phải bảo vệ bản thân trước. Chuyện này thì các cậu yên tâm, chuyện này mình biết mà. Hơn nữa, bác sĩ Chu, anh ấy rất tôn trọng mình. Ôi trời, vậy tiếp theo cậu định sẽ thế nào? Dọn qua đó sống chung với anh ấy à? Như vậy không phải rất tốt sao? Hai người ngày ngày ở bên nhau đúng không? Tìm hiểu từng chút về nhau, thành thật với nhau. Ôi trời ơi, Lương Tử à,
Trời ạ, bất luận thế nào thì sau này mình sẽ live stream về muộn hơn, tránh lại phải ăn cơm chó của hai người. Hôm qua cậu về rất sớm đấy thôi. Sau này mình sẽ còn về sớm hơn thế nữa. Tại sao vậy? Thì team của mình đấy, tuy chỉ mới thành lập thôi, nhưng mà cũng rất kỳ lạ, nó lại thuận lợi một cách khác thường. Từ chọn sản phẩm tới live stream đều rất thuận lợi. Vậy nên lúc họp đánh giá cũng chẳng có gì để nói hết, chỉ vài phút là xong, đã kết thúc rồi. Thuận lợi còn không tốt nữa sao? Vui mừng còn không kịp nữa là. Phải đó, Lương Tử à. Sau khi cậu trở thành streamer tầng 7, mình thấy cậu cũng không mấy vui vẻ. Cậu làm sao thế? Mình cũng không biết nữa. Chỉ là thấy chỗ nào cũng rất tốt, nhưng mình lại cảm thấy chỗ nào cũng có gì đó không đúng. Cậu được bại trận sao? Ở nơi cao không sợ lạnh à? Cũng không hẳn. Lương Tử à, cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nè, đúng rồi, vài ngày nữa là sinh nhật của Đại Bảo, chúng ta tụ tập đi. Ừ, vừa hay mình có thể là một bàn đầy thức ăn náo nhiệt một phen. Chắc là tới lúc đó cậu ấy phải đi gặp bố mẹ trước đã, đợi bọn họ tụ họp xong chúng ta mới ăn mừng sao. Vậy chúng ta ăn mừng thế nào đây? Chúng ta thương lượng chút đi. Bây giờ sao? Mình có hẹn bác sĩ Chu rồi, liệu có sợ muộn không? Mình cũng hẹn với Tề Tụng rồi, mình nhìn ra được mà. Ôi trời, thôi được rồi, hai cậu đi hẹn hò đi. Chỗ bát đũa này cứ để cho kẻ cuồng công việc như mình dọn. Vất vả cho cậu rồi. Vất vả cho cậu rồi nha, vất vả cho cậu rồi. Tạm biệt Lương Tử, tạm biệt. Tạm biệt. Xin sẵn sàng phục vụ quý cô. Tôi khó khăn lắm mới tới được vị trí như mình mong muốn bấy lâu, nhưng mà không biết tại sao lại không thể vui vẻ được. Con người không thể hai lần cùng nhảy xuống một dòng sông. Một là dòng sông đã thay đổi, hai là cô đã thay đổi. Sông chảy không ngừng, tất nhiên sẽ thay đổi rồi. Nhưng mà tôi thật sự đã thay đổi sao? Tôi đâu cảm thấy mình đã thay đổi đâu. Mấy cô gái xấu xa thông thường đều sẽ không nhận ra bản thân thay đổi. Nói năng cho đàng hoàng. Thôi được, thôi được. Được như ý nguyện lại không vui nữa. Chỉ có một khả năng. Là gì thế? Thứ có được đó không phải là thứ cô muốn. Người hiểu ta nói ta lo nghĩ nhiều, người không hiểu ta lại nói ta còn đòi hỏi chi nữa. Mẹ cũng từng là thiếu nữ. Đây cũng là chủ đề bán hàng mà tôi đã đặt vào ngày 8 tháng 3 năm ngoái rồi. Năm nay chúng ta có cần thay đổi phương án không? Phương án này năm ngoái chúng ta đã bán rất tốt, vậy nên công ty và sếp Vương rất kiên trì tiếp tục đi theo con đường này. Thế này đi, chúng ta cứ quyết định sản phẩm trước đã, còn phương án thì lát nữa chúng ta sẽ tìm sếp Vương để nói kỹ hơn, được không? Được, vậy được, hôm nay cứ vậy đi. Giai Kỳ, để tôi tiễn cô. Đại diện nhãn hàng tiếp theo sắp tới rồi. Tôi rất hiểu suy nghĩ của phía Lan, bởi vì dù trước đây chúng ta đi theo con đường và phương án này đều khá là ăn chắc, nhưng mà tôi không muốn năm nào cũng lặp lại bản thân như vậy. Cho hỏi đây là phòng tuyển chọn sản phẩm sao? Chào mọi người, tôi là Choker. Chào anh, chào anh. Đây là ông chủ Lan Châu của chúng tôi, sếp Tưởng. Đây là streamer của chúng tôi, chị Sản. Tôi là Đại Quy. Anh ngồi đi. À, đúng rồi, anh đừng căng thẳng, cứ giới thiệu sản phẩm của mình là được. Đây đều là những mẫu ngọc trai mà tôi thiết kế. Chính là ngọc trai Barot trong truyền thuyết sao? Đúng. Tôi có thể xem viên này được không? Mời cô. Nó tên là Quật Cường. Cô chọn mẫu này chứng tỏ cô là một người rất độc lập, thích thử thách. Chính xác tới vậy sao? Vậy cái này thì sao? Mẫu này tên là Giấc mơ ban ngày, chứng tỏ cô là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, thích mơ mộng không thích thực tế. Chuyện này
Vậy còn mẫu này thì sao? Đây là mẫu chú chó trung thành, đầu lớn mình nhỏ, trong đầu chỉ toàn là chủ nhân. Số ngọc trai Barot này, sức hút lớn nhất của chúng nằm ở chỗ ý nghĩa của mỗi viên đều khác nhau. Từ lựa chọn đầu tiên của mọi người sẽ có thể nhìn ra tính cách của mọi người, sở thích cũng như thẩm mỹ. Phải đó, cái của tôi đang ngẩng đầu, đúng thật rất quật cường. Nhưng chỉ là... Anh xem, chân của nó đạp trên một viên ngọc quý sáng bóng. Liệu có hơi giảm bớt sức mạnh của nó không? Nếu như dẫm lên một viên đá không bằng phẳng thì có phù hợp với khí chất quật cường hơn không? Bây giờ tôi có thể sửa ngay. Anh Kiều à? Hả? Không cần phải sửa vội đâu. Hay là anh nói cho chúng tôi biết anh muốn hợp tác với chúng tôi thế nào? Chuyện này tôi không rõ. Nghe theo mọi người, anh có nhiều sản phẩm như thế, chắc sẽ có một mẫu chủ đạo mà hả? Tôi cảm thấy chúng đều là mẫu chủ đạo của tôi. Tại vì mỗi một mẫu đều chỉ có một, mỗi một viên đều độc nhất vô nhị. Đây cũng chính là đặc điểm lớn nhất của ngọc trai Barot. Mỗi một viên đều khác biệt. Đúng thật, rất phù hợp với cá tính độc lập khác biệt và thích thể hiện của giới trẻ. Thế nhưng bán hàng online cũng có quy tắc của nó. Nhiều sản phẩm như thế, giới thiệu từng mẫu một, dù tốn thời gian lẫn công sức cũng không giới thiệu hết được. Nên vẫn cần phải có một mẫu chủ đạo để xây dựng độ nổi tiếng và thiện cảm của thương hiệu, để tăng lượng tiêu thụ tổng thể. Nói thế này nha, mỗi một món hàng của anh đều chỉ có một. Nếu không thể sản xuất số lượng lớn, rất khó để mở rộng thị trường online. Xin lỗi nha, tôi vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình. Anh Kiều à, thì ra anh ở đây. Sếp tưởng chị sẵn, xin lỗi. Thương hiệu ngọc trai này là giới thiệu cho tầng 3. Anh Kiều có thể đi nhầm nên mới vào phòng tuyển chọn của cô. Anh Kiều à, mau dọn dẹp đi, chúng tôi đều đang chờ anh bên kia. Dạ được. Kiều khắc, tôi muốn bàn bạc thêm với anh. Một lát sau khi anh xong chuyện thì chờ tôi chút nha. Tôi chọn sản phẩm xong sẽ tới tìm anh. Anh Kiều, mời sang bên này. Quế Quế, chị sẵn, có gặp Kiều khắc làm ngọc trai không? Anh ấy mới rời đi, quay về cửa hàng để làm trang sức rồi. Vậy cô có biết địa chỉ tiệm của anh ấy không? Kiều khắc. Kiều khắc. Sao cô lại tới đây? Tôi tới tìm anh. Chẳng phải tôi bảo anh chờ tôi chút sao? Sao anh lại rời đi trước vậy? Tôi không muốn live stream bán hàng nữa. Tại sao? Vốn dĩ là bạn tôi khuyên tôi tới đó. Sau khi bàn bạc xong tôi cảm thấy bản thân không hợp lắm. Vậy thì anh không muốn tăng lượng tiêu thụ sao? Muốn chứ. Nhưng mà tôi dẫn cô đi xem thử nha. Cô cũng nhìn thấy mẫu mã trong tiệm tôi không nhiều, nhưng mà mỗi một mẫu đều có ý tưởng thiết kế của nó. Tôi đương nhiên là muốn bán được nhiều hơn, nhưng mà tôi không chấp nhận được việc sản xuất số lượng nhiều. Tôi hiểu rồi. Sau khi tới tiệm anh thì tôi hiểu hơn rồi. Tuy là tôi rất muốn bán sản phẩm của anh trong phòng live stream của tôi, nhưng mà tôi tôn trọng suy nghĩ của anh. Cảm ơn. À, vậy chỗ của anh có thể đặt làm trang sức không? Tôi muốn đặt làm quà sinh nhật cho bạn tôi. Xin lỗi, chúng tôi không đặt làm được. Cô có thể xem thử những mẫu có sẵn. Được rồi. Hoặc là cô có thể tự mình làm một cái thử. Thử thế nào? Xin chào, đây chắc là thức ăn tôi đặt. Thức ăn của anh, đúng vậy. Đúng rồi, số đuôi 7713, cảm ơn. Được.
Chào sếp tưởng. Đại Quy, sếp tưởng, chị Sáng đâu rồi? Chị ấy ra ngoài rồi. Ra ngoài? Đi đâu thế? Xem thử ý tưởng thiết kế của nó. Được, lần sau hãy tới mua nữa nha. Không, méo mất rồi, méo mất rồi. Đây, vặn chặt chút là được. Ôi không đúng, không đúng, bị lệch rồi, lệch rồi. Đổi cái khác. Đây, hay là đổi sang cái này để thử đi. Cái kia hơi đắt. À, những cái trước đã hỏng, xem như là tôi mua. Cố định hai bên lại, rồi như vậy là được. Chỗ này, chỗ này cô dùng tay ấn nhẹ vào, nó sẽ... Ủa, đang bận sao? Sếp tưởng, sao anh lại tới đây thế? Đang làm gì vậy? Đang làm trang sức sao? Ôi trời, chẳng phải đang khoan lỗ sao? Tôi biết làm chuyện này hay, để tôi dạy em. Vậy anh thử xem đi. Ừ. Thử thì thử. Thứ này tôi nói em nghe, cố định ngọc trai trên máy tiện nhỏ này. Sau đó thì chỉnh tốc độ xoay của chiếc khoang điện chậm lại một chút. Sau khi chỉnh chậm lại, cố định một vị trí trên viên ngọc trai này, giống thế này. Sau đó tăng tốc độ xoay lên. Nhưng phải nhớ kỹ, đừng nghĩ tới việc khoan xong lỗ chỉ trong một lần, mà là phải lặp lại động tác này nhiều lần là được rồi. Chà, anh biết khoan thật sao? Trước khi chưa mở công ty, có chuyện gì tôi chưa từng làm đâu. Làm thợ sửa chữa, thợ tiện, lắp ráp linh kiện điện tử, đều là những công việc cần có sự tỉ mỉ, cho nên đã học được nhiều kỹ năng. Thật hay giả vậy? Có gì mà lạ chứ? Tôi còn biết may vá nữa đó. Nếu như bây giờ trên áo của em có lỗ rách hay gì đó, tôi có thể vá cho em, thậm chí còn nhìn không ra, em tin không? Nghe anh nói như vậy thì tức là anh từng làm ở xưởng may dệt chứ gì? Em đã quên anh và Từ Doanh cùng mặc một bộ đồ vest sao? Nhớ chứ. Đều đã trải qua những ngày tháng vất vả. Chẳng phải em cũng từng trải qua những ngày tháng vất vả sao? Căn nhà nhỏ trước đây thuê cùng người khác, nó nhỏ tới mức máy nước nóng dùng để tắm chỉ có thể lắp ở trên bồn cầu. Anh, trước đây khi em livestream màn nhàn tản đã nói, nhưng mà tốt hơn so với hồi của tôi rồi. Hồi của tôi chỉ có thể dùng nước lạnh rửa mặt ở nhà vệ sinh công cộng. Xong rồi. Khi lấy ra thì phải từ từ, sau khi khoan xong nó sẽ hơi nóng. Chà, cẩn thận, hơi nóng đó. Lợi hại thật. Sao hả? Ủa, anh vẫn chưa nói anh tới đây làm gì. À, tôi gọi thức ăn cho em. Tôi đã thay đổi mô hình của quật cường, cô xem thử đi. Ôi, đúng đó, đúng như ý của tôi rồi. Anh sửa nhanh như thế sao? Kiều Khắc à, anh giỏi quá đi mất. Là ý kiến của cô rất tuyệt. Cô xem thử đi, tác phẩm độc nhất vô nhị này đã có sự tham dự của cô. Tôi đói rồi. Đi ăn cơm thôi. Ăn gì đây? Nè, có muốn ăn chút đồ ngọt hay gì không? Ôi trời ơi, vừa gọi thức ăn vừa ăn thịt nướng. Tôi không ăn nổi nữa, bụng hết chỗ chứa rồi. Em nhìn xem, người ta đang ném vòng kìa. Chà, ném trúng rồi kìa. Chỉ ném trúng có một cái, không ổn lắm. Anh giỏi thì anh ném đi. Tôi nhớ anh ném phi tiêu cũng khá chuẩn mà ha. Không tin tôi đúng không? Ông chủ à, cho tôi 10 vòng đi. Được.
Được, đây nè. Được, 10 vòng. Nói đi, em muốn cái nào? Cha, ném trúng rồi hẳn tính đi. Ôi trời. Ôi trời, con khủng long nhỏ này cầm cũng khá sướng tay, giống như em thật đấy. Khủng long, mắng ai vậy? Vậy thêm một cái này, thêm một cái đáng yêu. Ôi, đây. Cảm ơn nha. Cái này thế nào? Cái này cũng khá ổn đó, em thích cái này không? Đầm không đẹp, trang điểm cũng tạm tạm. Tôi nghi ngờ hai lần ném trúng của anh đều là trùng hợp. Thế này đi, lần thứ ba sẽ do tôi chỉ định. Bây giờ, nè, cái băng đô kia đi. Đúng rồi, nhìn nó kìa, cái đó xa đó. Cái đó đúng không? Ừ. Muốn thử thách tôi đúng không? Cầm lấy đi. Được đó, cảm ơn nha. Bây giờ tôi sẽ thể hiện cho em thấy thực lực thật sự của tôi. Nào, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, thêm cái này nữa, sáu cái. Nào ông chủ, đem đến đây hết cho tôi đi. Anh bình thường ở nhà rảnh rỗi là luyện tập sao? Cái này dễ như chơi thôi. Cha, được rồi ông chủ, cảm ơn, đưa cho tôi. Nào, cầm lấy đi, cầm lấy. Còn bao nhiêu cái nữa? Chỉ còn một cái thôi. Đợi chút đã, để tôi chỉ định cho. Mấy cái này ở gần quá. Tôi nghĩ là cái kia đi. Cô gái đó, cái xa nhất đó hả? Ừ. Mờ quá, nhìn không rõ. Nè, để tôi chỉ cho anh. Chờ chút nha. Nè, đây nè. Anh thấy rõ chưa? Tôi chuẩn bị ném đây. Ôi trời. Đây, đây là lỗi kỹ thuật tí thôi. Anh, người ta nói là ném trúng thì sẽ được mang đi đó. Ừ. Được thôi. Anh ném trúng rồi thì lấy đi thôi. Cảm ơn anh nha. Đi thôi. Alo, chiều nay anh có rảnh không? Anh rảnh, có chuyện gì thế em? Hẹn hò thôi. Sao chúng ta lại hẹn hò ở đây chứ? Dừng lại nào, hả? Đến đây. Cởi đồ ra, hả? Ở đây cũng được á. Hay chúng ta vào xe đi. Tiểu quả, rốt cuộc sao em lại nghĩ ra việc rửa xe khi hẹn hò thế? Xe đã bẩn thế này rồi, em không chịu nổi. Bẩn đâu mà bẩn. Nhưng mà em đỉnh thật đấy. Hẹn hò với người yêu mà lại rửa xe cho người yêu, làm anh tổn thương ghê. Anh xin tuyên bố, từ nay trở đi, con xe này của anh sẽ là tài sản chung của hai chúng ta. Anh nói chung thì là chung à? Em không tin anh hả?
Nhà rồi xe, vậy coi như là được một nửa rồi đó. Vậy với nữ chủ nhân tương lai của một nửa chiếc xe của họ Tề này thì bộ chìa khóa còn lại đã được chuẩn bị xong rồi đây. Ôi trời, có thành ý ghê. Em học C2, cảm ơn anh nha. Sau này anh sẽ làm tài xế của em nha. Tài xế chuyên dụng xin phục vụ quý bà trên xe có đồ ăn thức uống. Nhưng mà là tài sản chung của em thì phải cho nó theo họ của em, nên gọi là Khương Tiểu Cống nha. Khương Tiểu Cống, nghe tên như em trai ấy hả? Em trai em là Khương Tiểu Thạc. Khương Tiểu Cống, mày có tên rồi. Từ nay về sau là mày có phúc rồi đó. Mày đã có mẹ rồi nha. Gọi mẹ đi. Anh làm gì đó? Anh đang làm bong bóng nè. Cha, wow, chờ xí chờ xí, nhìn nó giống cái gì mà quả cầu thủy tinh. Từ từ thôi. Thôi xong rồi, sao thế? Em không nghe nói đến câu này, nếu cả hai người thấy bong bóng vỡ thì sẽ phải hôn ngay lập tức, nếu không sẽ gặp vận xui đó. Hả? Nghiêm trọng vậy sao? Nghiêm trọng lắm luôn đó. Có phải là nhà tâm lý học tự nghĩ ra nói không? Không phải, là người bạn trai đáng yêu của em. Ôi trời, em thấy chưa? 1, 2, 3, 4, 5. Vừa mới vỡ 5 quả. Tận 5 quả hả? 5 quả đó. Mặt của anh chưa có rửa sạch nè. Khương Tiểu Quả, bong bóng vỡ rồi kìa. Sao thế Vương Nhất Mục? Cậu đang ở đâu đó? Tôi đang ở với Tiểu Quả. Thế cả hai cùng tới luôn đi. Hôm nay tôi muốn cầu hôn Lệ Lệ. Hôm nay cầu hôn hả? Sao mà đột ngột thế? Cậu cũng biết rõ tình hình lúc trước mà. Thôi đừng nói nữa, mau tới đi. Nè, lúc hai người tới nhớ mua hoa nha. Hoa hồng, màu hồng nha. Lệ Lệ thích màu hồng. Ê nhưng mà sao lại cúp máy rồi? Đột ngột thế có hơi sơ sài không? Anh nghĩ là cậu ấy muốn kiểu tấn công bất ngờ. Chúng ta mau qua đó giúp đỡ đi. Tháng trước Lão Vương đã định cầu hôn Lệ Lệ rồi. Mà nha, cậu ta cũng báo cáo cho các anh em cũng mua bong bóng bay rồi, hoa tươi rồi, tóm lại là đủ cả rồi. Thế mà thằng ngốc đó lại gọi ship về nhà chứ. Thế là Lệ Lệ phát hiện ra hả? Chứ còn gì nữa? Mở đồ shop ra thấy mấy thứ đó, Lệ Lệ không chịu mới bảo là anh không được cầu hôn em đó. Ngáo thế chứ. Vậy giờ sao đây? Hôm nay định làm thế nào? Anh cũng không biết nữa. Dù sao thì chúng ta đi mua hoa thôi. Giúp cậu ta chút. Vâng. Chào. Xin chào, xin chào. Ủa, đến rồi à? Tiểu Quả, Tề Tụng, cảm ơn nha. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đây nè. Vậy để tôi ngồi đây ha. Ngồi đi. Như thế nào rồi? Thành công chưa? Cậu nghĩ sao? Lại nữa hả? Bị phát hiện nữa luôn. Cậu nghĩ sao? Tôi cũng không muốn phát hiện ra đâu. Trước đó thì vẫn ổn. Trước khi tới nhà hàng tôi nghĩ là anh ấy đưa tôi đi ăn tối bình thường thôi. Nhưng mà sau khi vào, anh ấy lại còn liếc mắt với giám đốc nữa, với đội hòa nhạc. Anh có liếc mắt đâu, rõ ràng lắm sao? Lúc đó anh còn làm động tác tay nữa chứ. Hồi cậu với Tiểu Quả lần trước cũng đâu có vậy đâu chứ.
Em không thể giả vờ như không biết hả? Giả vờ cái gì? Em có nhu cầu đó đâu. Đơn giản một tí hay là hoành tráng thì em đều ok. Nhưng mà em muốn kiểu bất ngờ không kịp phòng bị ấy. Đó mới là gen đột biến trong tình cảm của chúng ta. Thế mới là tình cảm của chúng ta. Có cái mới lạ, có thêm sức sống mới nữa. Tôi có hơi lố không? Không lố chút nào. Tôi làm khó quá hả? Không, không hề. Được, Lệ Lệ, em chờ đó. Anh không tin là anh không làm được. Rồi, dù gì cũng đã tới ăn thì tôi mời bữa nha. Phục vụ, đến đây cả rồi, mời mặc gì chứ. Chỗ này tôi cũng không lạ gì. Lần trước hai người nhảy tôi còn nợ một bữa cơm mà. Để tôi, phục vụ tôi gọi món. Được thôi, thank you. Khách sáo cái gì. Anh có cần em cầm hộ không? Không cần. Không ngờ bọn họ đã yêu nhau 6 năm rồi đó. Thật đáng khâm phục. Bọn họ là cặp đôi yêu nhau lâu nhất trong nhóm bọn anh đấy. Nhưng Lý Thiên Dương này thật là, đến lúc nào không đến, cứ phải là hôm nay đòi tới công ty. Mấy người đầu tư đều như thế mà, tranh nhau từng giây, chứng tỏ là Phổ Lăng coi trọng chúng ta. Sếp Tề, chị Tiểu Quả. Tiểu Tân, sao cậu lại ở đây? Tôi đang định gọi cho hai người nè. Đây là sếp lớn của Phổ Lăng, sếp Châu Tầm. Sếp Châu Tầm hôm nay chính thức tiếp nhận dự án từ bốc phốt của chúng ta. Giám đốc Lý cũng đột nhiên gọi điện báo cho tôi thôi, nên mới vội vàng chạy ra đón sếp Châu. Chào sếp Châu, tôi là Tề Tụng. Tề Tụng là cộng sự của chúng tôi, cũng là tổng giám đốc vận hành. Chào cậu. Chào anh. Còn đây là Khương Tiểu Quả, đã lâu không gặp. Ừ ha, hai người chắc cũng quen nhau hả? Đã lâu không gặp sếp Châu. Chị Tiểu Quả là cố vấn tài chính của chúng tôi, cũng là người nhà trong công ty chúng tôi. Người nhà của tôi. Chúng ta cũng đừng đứng ở đây nữa đi, vào trong công ty rồi nói chuyện. Được, sếp Châu, để tôi giúp anh. Được, để tôi. Ôi, mình về rồi đây. Về rồi hả? Sao thế? Cậu bị sét đánh à? Mình vừa gặp Châu Tầm. Ai vậy? Đối tác bên Phổ Lăng, sếp cũ của cô ấy. Sếp cũ? Thì cái người đó đó. À, mình biết rồi. Là cái người Châu, 10%. Kẻ phụ tình, chàng thơ Tầm đúng không? Chuẩn. Nè 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 nè, sao lại gặp nhau thế? Tường bóc phốt đó. Cậu, vậy lúc gặp cậu thế nào? Make up xong chưa? Xinh gái không? Gặp lại người yêu cũ trên đường thì cậu không thể thua được. Mình lúc đó là thế này nè. Mình thua hay thắng vậy? Lúc đó khí thế của cậu không áp đảo lắm, đúng không? Tề Tụng ở cạnh mình nữa. Thế bên cạnh Châu Tầm là ai? Một cái vali hành lý. Chỉ một thôi. Ờ, vậy cậu thắng rồi. Đỉnh cao luôn, thắng rồi đó. Lúc ấy anh ta đã biết mình và Tề Tụng yêu nhau rồi. Thế thì thắng đậm luôn. Yeah. Biết ngay là sẽ thắng mà. Nhưng mà mình lúc sau không ổn lắm. Mình hơi đơ đó. Mình đơ cả người luôn. Thế là tại cậu. Thì cậu cũng đâu có biết anh ta trở về. Nè, vậy Châu Tầm về rồi Tề Tụng phản ứng thế nào? Ôi, mình... Anh ấy vẫn chưa biết mối quan hệ giữa mình và Châu Tầm trước đây. Mình có phải nói cho anh ấy biết không? Mình hỏi cậu nha. Cậu còn thích Châu Tầm không? Nếu như mình còn thích anh ta thì mình yêu đương với Tề Tụng được sao? Thế là qua rồi đúng không? Qua rồi thì đừng nói nữa. Thế chẳng khác gì làm người hiện tại khó chịu. Nhưng mà cậu nghĩ Châu Tầm còn thích cậu không? Đương nhiên anh ta cũng quên rồi. Nếu như anh ta quên rồi, vậy thì anh ta còn có thể lựa chọn từ bóc phốt trong chừng đó dự án sao? Còn nữa nha, trọng điểm là cái vali đó. Chứng tỏ cái gì? Vừa đáp máy bay là tới luôn. Đến liền ngay lập tức là phải vội đến chừng nào. Nhưng mà trực giác của mình nói cho mình biết, chuyện này không đơn giản.
Theo như kịch bản tiểu thuyết Gương Vỡ Lại Lành, sau khi nam nữ chính chia tay rất nhiều năm, thì thực ra hành động của nam chính dành cho nữ chính chứng tỏ rằng anh ta đang đợi có cơ hội để quay về bên cạnh cô ấy. Tường bóc phốt là khe hở để cho anh ta tấn công. Vậy 3 năm nay có biết bao nhiêu khe hở và cơ hội để anh ta tấn công? Sao anh ta lại không hành động sớm hơn? Thế thì là một kịch bản khác rồi. Nam chính thành công trong sự nghiệp, tiền bạc tự do, lăn xả mệt mỏi rồi, đột nhiên nhớ tới tình cảm năm xưa mà mình không quên được, cảm thấy là tình yêu, có thể an ủi linh hồn mỏi mệt của anh ta. Nói bậy bạ gì thế? Trước kia mình có xem suy nghĩ trên tài khoản công khai của anh ta, tuần nào cũng đăng trạng thái làm việc vào giờ cố định, trong trạng thái làm việc không giống như bận rộn mệt mỏi gì cả. Thế thì đây là kiểu cảm động nhất. Nam chính tưởng bản thân có thể không cần tới tình yêu vĩnh viễn cất giấu nữ chính vào trong ký ức của mình, nhưng đột nhiên tới một ngày anh ta xảy ra chuyện, bị bệnh nan y, hoặc là người nhà có chuyện, hoặc là gặp tai nạn. Cuối cùng vào thời khắc va chạm ấy, anh ta đột nhiên nhớ ra những tiếc nuối trong cuộc tình vẫn chưa chấm dứt đó, quyết định quay trở về trả cái giá gấp bội để theo đuổi người yêu. Cậu nói cái này đúng. Anh ta bận rộn mệt mỏi như thế chứng tỏ anh ta đang rất nóng lòng, không muốn đợi thêm một phút nào để gặp cậu nữa. Ngọt ngào quá đi. Tiếc quá, anh ta tới trễ một bước rồi. Cậu có tệ tụng rồi. Nè, thế thì thảm thương quá. Các cậu giỏi phân tích linh tinh thật đó. Cậu không cần phải quan tâm hai đứa mình nói gì hay là dự đoán chính xác, nhưng hai đứa mình nhất trí với nhau lần này Châu Tầm quay về khả năng rất cao là vì cậu. Đúng. Vậy thì nếu như là thế thật thì mình không thể cho anh ta đầu tư được. Ngày mai mình phải gặp anh ta, mình phải nói chuyện rõ ràng. Nói đi, nói là chỉ có chuẩn thôi. Tìm hai đứa mình đi, không sai được đâu. Tôi và sếp Châu đã ở dưới lầu rồi nha. Hay là để tôi giới thiệu sơ cho anh trước. Chỗ này của chúng tôi là phòng họp bên ngoài của tầng bốc phốt. Bình thường thì mọi người sẽ tổ chức họp, bàn bạc ý kiến, ngắm biển, động não ở đây. À thì tôi sếp Châu xin lỗi nha, tôi vừa mới viết mặt code với các đồng nghiệp ở trên lầu. Hai người gọi nước chưa? À, đang định gọi đây. Vậy hả? À, hay là cho sếp Châu thử mấy món đặc sản của chúng ta đi. Được đó, được rồi. Được, Tiểu Ngư Nhi, cho một ly latte đặc biệt và một bánh red velvet. Được, cảm ơn. À, sếp Châu, đây là kế hoạch kinh doanh của chúng tôi. Đây là tờ chú thích, cơ cấu của công ty chúng tôi, cơ cấu cổ phần và kế hoạch tài chính. Dựa theo, chắc là sếp Châu cũng đã xem qua hết rồi. Thế thì tôi sẽ không nói nữa. Cho hỏi sếp Châu còn câu hỏi gì nữa không? Thông tin về ngành và số liệu của công ty trong này khác với những gì tôi đã xem trước đây, vì chúng tôi vừa mới làm lại bản mới. Cô là người viết kế hoạch kinh doanh này à? Còn về việc tiếp thị với vốn đầu tư thấp và lôi kéo nhiều khách hàng mới phối hợp như thế nào rồi? Ai đó trình bày thử đi. Cái này để tôi nói đi. Thực ra lúc mới bắt đầu, chúng tôi cũng từng suy nghĩ tới việc dùng giải thưởng tiền mặt để thu hút khách hàng mới. Nhưng tôi phát hiện chi phí đầu tư cho việc đó rất lớn hơn nữa, không thể lâu dài. Cho nên lần này chúng tôi đã thay thế chức năng này thành chức năng tiếp thị số lượng lớn. Thực ra cũng giống như lúc trước công năng chúng tôi đưa ra. Thông báo đặc biệt vào ngày sinh nhật, bản chất của nó là thông qua cộng hưởng cảm xúc giúp khách hàng có một sự ỷ lại về cảm xúc mạnh mẽ với từng bốc phốt. Từ đó có hiệu quả cho việc tiếp thị vốn đầu tư thấp và kéo thêm nhiều khách hàng mới. Không sai, tôi đã thấy chức năng đó rồi. Thứ tôi thích nhất là hai dây màn hình đen đó, có thể mang lại cảm giác tương tác với khách hàng. Sao cậu nghĩ ra được thế? Tệ tụng nghĩ ra đấy. Không có. Thật ra tất cả chúng tôi cùng nhau nghĩ ra. Bởi vì vừa khéo hôm đó bị mất điện cho nên chúng tôi có linh cảm. Đúng thế. Sếp Châu, lần sau bạn anh đón sinh nhật anh cũng có thể dùng thử. Được thôi. Kế hoạch mới này tôi sẽ mang về công ty bàn bạc với đồng nghiệp. Nếu có tin tức gì tôi sẽ thông báo với các cậu. Vâng, được.
À đúng rồi, sếp Châu, anh ăn thử món bánh Red Velvet của chúng tôi đi, ngon lắm đấy. Sếp Châu à, sao thế? Em và Tề Tụng yêu nhau bao lâu rồi? Cũng chưa lâu. Tình cảm ổn định không? Hả? Vì sao em lại thích cậu ta? Em... Hỏi chuyện này làm gì chứ? Điều tra thẩm định toàn diện. Hả? Tề Tụng là quản lý cấp cao của công ty, không ai có thể thay thế được. Nhưng cảm giác anh ta mang lại là tự do tùy ý, nhưng không ổn định. Thế nên người đầu tư phải chịu mạo hiểm. Anh hy vọng có thể hiểu hơn về nhân phẩm và tính cách của cậu ấy. Anh tìm bạn gái kiêm cố vấn tài chính của anh ấy để tìm hiểu thông tin, sợ là không được khách quan công bằng cho lắm. Việc này quyết định bởi phán đoán của bản thân anh. Anh chỉ hy vọng em có thể cung cấp cho anh nhiều thông tin hơn. À thì Tề Tụng đúng là khá tùy tiện, tự do tùy ý. Nhưng mà đối với người và chuyện anh ấy yêu thích, anh ấy lại cực kỳ kiên trì và tập trung. Thế nên về điểm này anh không cần phải lo. Còn gì nữa? Còn nữa là bao nhiêu năm nay anh đã sống ở Thượng Hải rồi? Vì sao lại đột nhiên về đây vậy? Em là cố vấn tài chính của Từ Bốc Phốt. Em có nghĩa vụ tìm hiểu nguyên nhân anh quay về. Dựa vào điều đó mới có thể phán đoán phương hướng đầu tư của Phổ Lăng vào Từ Bốc Phốt được. Rồi từ đó mới đưa ra quyết định rốt cuộc em có nên khuyên bọn họ chấp nhận đầu tư không. Từ Bốc Phốt rất quan trọng với em sao? Em cực kỳ thích Từ Bốc Phốt. Thế nên em phải tìm được cho bọn họ một nhà đầu tư thật sự có thể hiểu bọn họ, hoàn toàn thích bọn họ. Lần này anh quay về là vì có vài biến cố. Hả? Thế đột nhiên có một ngày anh ta xảy ra chuyện, bị bệnh nan y, hoặc là người nhà có chuyện, hoặc là gặp tai nạn xe. Cuối cùng vào thời khắc va chạm ấy, anh ta đột nhiên nhớ ra những tiếc nuối về cuộc tình chưa chấm dứt này, quyết định quay trở về trả cái giá gấp bội để theo đuổi người yêu cũ. Sức khỏe của anh có vấn đề sao? Cuộc sống cũng gặp chuyện gì không thuận lợi hả? Hai ngày trước em mới xem một tin tức là biến cố trong công việc. Thế Rebecca sắp kết hôn rồi hả? Rebecca sắp kết hôn rồi. Chồng của cô ấy sống ở Thượng Hải. Thế nên có thể anh phải chuyển đổi công việc giữa anh và cô ấy. À, đúng là vì công việc thật à? Nếu không thì sao? Em nghĩ là vì cái gì? Em cũng nghĩ như thế mà. Thật đó. Thật ngượng quá đi mất. Ai cứu vớt lấy tôi với. Cậu không biết ánh mắt anh ta nhìn mình lúc đó đâu. Mẹ ơi, mình diễn lại cho cậu xem nha. Chính là thế này. Khương Tiểu Quả, sao cô còn nhớ tới tôi thế? Đã 3 năm rồi, sao chẳng có chút tiến bộ nào thế? May mà lúc đó tôi đá cô. Nghĩ cũng phải, chuyện tình cảm cậu cũng đã đi về phía trước rồi, sao anh ta cứ đứng mãi ở chỗ cũ, phải không? Không phải. Hôm qua là ai nói với mình anh ta đi không ngừng nghỉ, nóng lòng chạy về để gặp mình? Trách mình hết. Chẳng phải là Tiểu Đinh đầu têu nói cái gì mà bộ ba bộ não, cậu đừng để trong lòng nha. Đều trách mấy cậu suối bậy không, thêm thắt rõ nhiều tình tiết cho mình. Đó là Châu Tầm đó. Đây, ngang ngửa với bố của mình luôn. Cuộc đời lên như diều gặp gió, một trong 37 người đầu bảng nhất định phải thông báo. Sau khi tốt nghiệp, mình liều mạng tiến lên, chính là để khi gặp lại anh ta, có thể để cho anh ta thấy mình, rồi kinh ngạc trước sự thay đổi của mình, rồi vì thế mà hối hận vì đã bỏ lỡ. Giờ thì xong hết cả rồi. Ôi trời, chuyện có gì đâu chứ. Không mất mặt, chẳng phải hai người còn hợp tác nữa sao? Hợp tác, có thể nhìn thấy sự thay đổi nghịch thiên của cậu. Có cơ hội. Cậu nói đúng. Lần này mình phải nhân cơ hội này thể hiện thật tốt cho anh ta xem. Mình phải để cho anh ta thấy sự thay đổi trong 3 năm nay và năng lực chuyên nghiệp của mình. Đùa cái gì chứ. Lại sao thế? Châu Tầm nói bản kế hoạch thương nghiệp về Tường Bốc Phốt mới gửi qua không ổn. Anh ta không thông qua.
anh ta không đầu tư nữa sao? Tại sao vậy? Nè, chẳng lẽ là vì cậu thăm dò anh ta? Chẳng lẽ anh ta ghen rồi sao? Cậu xem đi, bộ tứ bộ não mình và Tiểu Đinh nói không sai nha. Bảo Bảo à, sinh nhật vui vẻ nha. Mẹ, mẹ chuẩn bị cho con một món quà sinh nhật đây. Quà gì thế ạ? Giày da. Xin không? Không tốn nhiều tiền đâu. Mẹ cũng không biết là mua từ lúc nào mà cứ quên không đưa cho con. Lần này khi chuyển nhà đột nhiên tìm thấy, cho nên nghĩ là đợi con đón sinh nhật sẽ tặng cho con. Nhưng mà mẹ ơi, giày da này quá đắt. Ôi Bảo Bảo à, bất cứ lúc nào con cũng là công chúa nhỏ đáng yêu nhất của mẹ. Cảm ơn mẹ. Bảo Bảo à, hôm nay con đón sinh nhật thế nào? Về 602 ăn bánh kem. Đã hẹn với bạn xong hết rồi hả? Nhưng mà trước khi về đó con sẽ về nhà một chuyến. Chẳng phải bố nói muốn nấu mì lòng cho con sao? Vậy được, mẹ sẽ bảo bố con chuẩn bị sớm một chút ha. Hôm nay đón sinh nhật nhất định phải đi giày mới đó. Được rồi, vậy mẹ đi chuẩn bị bữa sáng cho con nha. Con mau đánh răng rửa mặt đi. Cảm ơn mẹ. Thế nào, xinh không ạ? Xinh lắm, xinh lắm. Con gái của mẹ mặc cái gì cũng đẹp hết. Vậy con đi làm đây. Được, mẹ, bye bye, tạm biệt. Thật sự phiền anh quá, làm phiền rồi. Không đâu, không đâu, rất ổn, nó rất ngoan. Cảm ơn, cảm ơn. Thật cảm ơn. Sau khi phẫu thuật, tình hình của Lucas rất tốt. Về sau kiểm tra định kỳ là được. Được rồi, cảm ơn bác sĩ Tiền. Làm phiền anh rồi, không có gì, được. Đây là danh sách các khoản phí hôm nay của cô xem qua đi. Tôi có mua bảo hiểm cho nó. Có thể phiền cô xem giúp tôi có thể dùng nó để thanh toán không? Dạ được. Cái này được đó. Có thể thanh toán được rất nhiều. Cô trực tiếp điền đủ thông tin ở bên trên là được rồi. Rất tiện lợi. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi không phải chịu thiệt nữa rồi. Được rồi, mời cô thanh toán bên này. Được. Được rồi. Cảm ơn. Đây, hóa đơn. Được rồi, tôi đưa cô đi lấy thuốc. Sao anh lại tới đây? Tìm anh nhờ giúp đỡ. Làm cho tôi một món trang sức đi. Thật ngại quá, chỗ tôi không nhận đặt riêng. Hả? Sao mấy người ai ai cũng chạy tới chỗ tôi đòi đặt riêng thế? Lương sản cũng tới rồi hả? Hả? Nè, cô ấy tới lúc nào? Cô ấy đặt cái gì? Cô ấy đặt cho ai thế? Hình như là cho bạn thân của cô ấy. Bạn thân à? Thật sự không thể giúp đỡ nhau một chút à? Có ý tưởng gì cụ thể để tôi xem thử có giúp được cho anh không? Đương nhiên là có rồi, tôi đã vẽ xong bản phác thảo rồi để cho anh xem nè. Đây. Thế nào? Này cũng độc đáo thật đấy. Vậy anh xem. Đây là một viên đá rất có sức sống. Đây là một con nhím. Tôi muốn làm dây chuyền.
Chúng ta vẫn nên lựa ngọc trai trước đi. À đúng rồi, lát nữa Lương Sản cũng qua đây. Hả? Sao anh không nói sớm? Cô ấy tới đây làm gì? Đến lấy vòng tay, lúc nào? Sắp rồi. Kiều Khắc. Hả? Đến rồi à? Để tôi xem thử xem. Sáng nay mới làm xong. Cô xem thử đi. Chà, cái này thành phẩm còn tuyệt hơn tôi vẽ nhiều. Không hổ là bậc thầy nha. Bậc thầy gì chứ? Kiều Khắc à, mỗi lần tôi tới cửa hàng của anh đều thấy thật sự có rất ít khách. Anh thật sự không cân nhắc tới việc live stream bán hàng sao? Tôi có thể giúp anh. Đương nhiên là tôi muốn rồi. Nhưng nếu không thể giải quyết vấn đề năng suất, quy mô xưởng thủ công của tôi cũng không theo kịp với live stream bán hàng. Vậy anh thật sự không cân nhắc tới việc tăng thêm đơn đặt hàng riêng sao? Thật ra lúc trước tôi cũng từng nghĩ tới, cũng từng làm thử. Nhưng mà thẩm mỹ của khách hàng khác xa nhau. Nếu gặp được khách hàng có thẩm mỹ như cô thì đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng đại đa số bản phác thảo và ý kiến khách hàng đưa cho tôi, tôi đều không muốn để ý tới. Nếu phản ứng lại rất dễ khắc tội với người ta. Tôi hiểu, trước kia tôi cũng có tính đó. Nhưng mà sau này khi làm streamer phải ép mình tương tác với các bình luận, từ từ rồi sẽ tốt lên. Trong đó còn có công lao của tôi. Nhưng mà không sao, anh là người theo đuổi nghệ thuật. Người làm nghệ thuật đều cô đơn mà. Vậy thì anh cố lên nha, tôi phải về đây. Về sau tôi sẽ giới thiệu bạn bè tới cửa hàng của anh. Cảm ơn, để tôi lấy cho cô cái túi. Được. Được. Bye bye. Tạm biệt, tôi đi nha. Đi rồi hả? Ừ. Nào bậc thầy, anh xem thử con nhím này, rồi nghĩ cách giúp tôi đi. Con nhím này của anh là để tặng Lương Sản đúng không? À, tôi thấy viên trân châu này không tồi. Tròn vo không tì vết, có vẻ rất hợp với con nhím của tôi. Chọn nó đi. Em nói Châu Tầm là vì cảm thấy trình độ của chúng ta không đủ cao cho nên nuốt lời. Hay là vì Duyệt Sinh gần đây tạo ra diễn đàn duyệt khách, Phổ Lăng muốn chuyển sang đầu tư cho họ. Mặc kệ nguyên nhân là gì, em nhất định cũng phải đối đầu tới cùng với anh ta. Em nhất định sẽ lấy được Team Ship. Nếu không em... Em thật sự không phục. Sao anh ta lại phủ quyết chúng ta? Là do chúng ta không đủ chuyên nghiệp sao? Hay là từng bốc phốt không xứng? Em muốn chứng minh cho anh ta xem. Ánh mắt của em tuyệt đối không có vấn đề. Từng bốc phốt chắc chắn là hạng mục đáng để đầu tư. Được, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đối đầu tới cùng với anh ta. Thế nào? Chỉ có chúng ta từ chối bọn họ, tuyệt đối không cho bọn họ có lý do từ chối chúng ta. Nhất định phải đối đầu tới cùng. Đối đầu tới cùng. Nè, anh ta tới rồi. Tiểu Ngư, rót cốc nước. Sếp Châu, sếp Châu, chẳng phải chúng ta có hẹn ngày mai sao? Tìm tôi gấp thế để làm gì? Sếp Châu, là thế này. Anh đã phủ quyết báo cáo của chúng tôi. Chúng tôi muốn biết lý do. Nếu là vì sự tồn tại của sản phẩm cùng loại hình, vậy chúng tôi muốn đổi mới một chút. Chúng tôi sẽ đưa ra phương án mới về việc gia tăng lượng người sử dụng và hình thức thu lợi nhuận. Tôi có cân nhắc về phương diện này, nhưng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Vậy nguyên nhân chủ yếu là gì? Không đủ dã tâm và trí tưởng tượng. Vậy giả tâm thế nào mới tính là đủ? Hơn nữa, sếp Châu, tôi phải nhấn mạnh với anh một chuyện. Chính là chúng tôi tuyệt đối không thể vì kiếm tiền lợi dụng moi tiền của khách hàng. Đúng thế, làm trái ý nguyện ban đầu cũng không được. Trước đây Lam Hòa từng đưa ra phương án như vậy, muốn biến Từng Bốc Phốt thành marketing buôn cho công ty lớn. Nhưng mà chúng tôi đã từ chối. Chỉ muốn theo định vị nhỏ mà đẹp, tiếp tục đi tiếp. Tôi hỏi hai người, nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học như vậy quán tháng trên Từng Bốc Phốt, thuê nhà khó khăn, tìm công việc khó khăn. Hai người phát hiện ra điều gì trong này không? Hoặc là hai người đã làm gì cho chuyện này? Chúng tôi có xây dựng chế độ giúp nhau trong cùng thành phố. Hơn nữa chúng tôi sẽ tổ chức salon định kỳ. Ý tưởng tốt, nhưng mà chưa hình thành quy mô. Nó không có giải quyết nỗi đau của người dùng từ căn bản. Nhưng nếu dẫn vào web thuê nhà,
hoặc là hợp tác trực tiếp với trang web tuyển dụng thực hiện ngày hội tuyển dụng tại Tường Bốc Phốt. Tôi cảm thấy Tường Bốc Phốt không nên tổ chức giao lưu offline đơn giản. Nó nên trở thành cửa sổ trực tiếp giải quyết vấn đề cho người dùng. Xin mời anh. So với các sản phẩm cạnh tranh khác, cá nhân tôi rất thích Tường Bốc Phốt. Vì các bạn có ý niệm ban đầu là lên tiếng cho nhân viên. Nhưng tôi cảm thấy không chỉ nên dừng ở nhỏ mà đẹp, hoặc là tự vui trong nhóm nhỏ. Rõ ràng nó có tiềm lực trở thành một nền tảng có quyền năng hơn. Nó có thể xây nên cầu nối hoàn thiện hơn giữa cá nhân với doanh nghiệp, giữa cá nhân và thành thị. Vì sao lại không? Sếp Châu, tôi cảm thấy anh nói rất có lý. Nhưng mà Tường Bốc Phốt của chúng tôi quy mô hiện giờ rất nhỏ. Chúng tôi không có năng lực đàm phán với công ty lớn. Phổ Lăng có. Ý của anh là Phổ Lăng bằng lòng tiếp tục theo tiếp. Việc này phải dựa theo các bạn có thể lấy phương án tốt hơn và tầm nhìn doanh nghiệp có thể khiến người khác động lòng hơn. Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng điều chỉnh tốt phương án. Anh cùng em, còn cả tôi. Tôi vẫn luôn dốc sức cùng doanh nghiệp được đầu tư cùng trưởng thành. Nếu như sếp Châu đã nói như vậy, chúng tôi không khách sáo nữa. Nơi này luôn hoan nghênh anh, lúc chúng tôi động não cũng rất thú vị. Nơi này cũng được, gần Phổ Lăng. Chị Bảo, hả? Tài liệu đã gửi vào máy rồi, được, cảm ơn. Vậy tôi đi trước nha. Được, tôi kiểm tra lại tài liệu xem. Được. Nhanh lên. Chị Bảo đáng yêu nhất. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Nhớ chị, nhớ chị. Cảm ơn mọi người. Tôi cũng rất nhớ mọi người. Chị Bảo, sinh nhật vui vẻ. Chị Bảo, tôi đi trước đây. Được, tạm biệt, tạm biệt. Ân Tưởng, cũng may có cậu nhắc. Nếu không chúng tôi đều quên mất hôm nay là sinh nhật chị Bảo. Gần đây cậu và chị Bảo vẫn ổn chứ? Tốt lắm, cậu thì sao? Ăn đồ ngọt, tâm trạng ấp ấp. Con về rồi đây. Bảo Bảo về rồi à? Vâng, vừa hay. Lòng cũng sắp xong rồi, ngon lắm. Nhanh tắm rửa chuẩn bị ăn cơm. Bố, vậy con đi rửa tay đây. Được. Bảo Bảo về rồi hả? Nhanh đi rửa tay đi. Vâng. Con nhỏ này, giày để lung tung. Thật là. Bảo Bảo, nào giúp mẹ để qua đó. Vâng. Bảo Bảo à, gọi Ân Tưởng qua đây. Chúng ta cùng nhau đón sinh nhật đi. Không cần đâu ạ. Mẹ thấy cậu ấy rất tốt. Mấy giặt nhà chúng ta hỏng, người ta còn sửa giúp chúng ta. Lại nói ở gần thế. Gọi đi. Mẹ gọi. Con nhỏ ngốc này. Alo cô, sao thế? Alo Ân Tưởng, cháu ở nhà phải không? Dạ, vâng. Hôm nay Đại Bảo đón sinh nhật. Chú cháu đã nấu mì trường thọ. Cháu cũng qua đây cùng ăn đi. Chúng ta cùng nhau náo nhiệt. Cô ơi, cháu... Cháu không tới đâu.
Đừng mà. Tới đi, cô bảo Đại Bảo nói chuyện với cháu. Dạ đừng. Alo, cậu qua đây đi. Được. Con đi giúp bố. Để con. Tới rồi à? Ân thưởng tới rồi hả? Nào tự nhiên ngồi đi. Chào chú. Vào đi. Cậu để giày ở đó đi. Được. Cậu mua nhiều đồ thế này. Đã mua gì thế? Mua bơ, cá hồi. Vậy cái này thì sao? Cái này là cà chua ô mai. Trước đây sếp chuột đặt. Tôi thấy chị thích ăn nên mua một ít. Cậu chuẩn bị những cái này lúc nào? Thật ra thì tôi mua từ trước. Vốn là muốn để ở cửa nhà chị. Không phải vừa hay cô gọi điện sao? Nên ồ, ngon quá, thơm quá bố ạ. Được phải không? Ngon quá, ngon. Lòng này ngon quá. Nào, Bảo Bảo, ngon thì ăn nhiều vào. Cảm ơn mẹ. Ân tưởng cũng ăn nhiều vào, cảm ơn cô. Nào, chúng ta cùng nâng ly. Chúc Đại Bảo sinh nhật vui vẻ. Nào, nào, nào. Bảo Bảo sinh nhật vui vẻ nha, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Bảo Bảo à, hôm nay con về công ty đã đón sinh nhật rồi hả? Dạ chưa. Nhưng mà hôm nay con đã ăn bánh kem nhỏ. Bảo Bảo à, năm nay bố không chuẩn bị quà sinh nhật cho con. Không phải vì bố quên. Bố không muốn tùy tiện mua một món đồ tạm. Hiện giờ bố đang cố gắng. Không sao đâu bố à. Con lớn như thế này rồi, không có quà sinh nhật cũng không sao. Vậy sao được chứ, lớn hơn nữa cũng là con gái của bố đúng không? Bảo Bảo à, hiện giờ bố đang đầu tư hợp đồng tương lai. Hơn nữa cảm thấy cũng được, vận may cũng rất tốt. Đợi bố kiếm được tiền thì nhất định sẽ bù cho con món quà sinh nhật lớn hơn. Hợp đồng tương lai? Anh lại đầu tư hợp đồng tương lai từ lúc nào? Anh yên ổn đi làm không được à? Yên ổn đi làm, yên ổn đi làm có thể kiếm được tiền sao? Đúng không? Hôm nay không nói chuyện này, ăn trước đi. Em không cần lo. Tôi không lo. Tôi không lo thì ai lo? Công việc hiện giờ của anh khó khăn lắm mới tìm được. Nếu như để mất việc phải làm sao? Lại nói, hiện giờ anh bao nhiêu tuổi rồi? Thứ như hợp đồng tương lai đó anh hiểu được không? Tức là hiện giờ tôi ở trong lòng cô là một người không có bản lĩnh, không có năng lực phải không? Tôi sợ anh mỗi nơi một chút. Trong nhà chúng ta đã không chịu nổi giày vò nữa rồi. Tiền trong nhà bị ông phá sạch rồi. Tôi... Được, tôi nói rõ với cô. Không có Lão Trương, cũng không có cái gọi là việc làm. Công việc hiện giờ của tôi chính là đầu tư hợp đồng tương lai. Hơn nữa 10.000 tệ đó cũng là tôi kiếm được từ hợp đồng tương lai. Anh lừa chúng tôi. Bố, rốt cuộc là sao? Không nói chuyện này nữa, Bảo Bảo. Tóm lại con hãy nhớ, tất cả mọi chuyện bố làm hiện giờ đều là vì tốt cho các con, tốt cho chúng tôi. Đơn hàng nước ngoài anh cũng nói như vậy, vì tốt cho chúng tôi. Kết quả thì sao? Có tốt lên không? Anh có biết không? Hiện giờ Bảo Bảo còn không nỡ đi đôi giày da cừ, cho nên mới phải kiếm khoản lớn, kiếm tiền nhanh. Kiếm tiền nhanh, kiếm khoản lớn. Anh nói kiếm là kiếm được à? Tôi không nói rõ được với cô. Cô chẳng hiểu gì cả được không? Được rồi, chuyện đó. Ân Thưởng à, hay là hôm nay cậu về trước đi. Ân Thưởng, xin lỗi cháu. Để cháu chê cười rồi. Gần đây chú của cháu nóng tính. Tôi nóng tính à? Bảo Bảo, con cũng thấy rồi đó. Tối nay rốt cuộc là ai nóng tính? Là ai đang gây chuyện? Bố nói cho con biết, hợp đồng tương lai chắc chắn có thể làm nên chuyện. Không phải con còn có bảo hiểm sao? Rút hết chỗ tiền đó ra, bố kiếm tiền cho con. Ông dám động vào tiền của con gái bà đây liều mạng với ông? Tiền của con gái không phải là do tôi kiếm được à? Không được. Đoàn Khánh Hùng à, tôi nói cho ông biết, ông bị ma ám rồi. Tôi bị ma ám à? Cô còn nói. Thôi được rồi, bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Bố à, bố có thể tỉnh táo chút được không? Bảo Bảo, đến con mà cũng không tin bố à? Được rồi. Mọi người đang ở 602 chờ con tới thổi nến. Con đi trước đây, bố mẹ ăn đi. Không. Cô chú ạ, cháu cũng đi trước đây.
Dây giày của chị tuột rồi. Cậu nói đúng. Sau khi phá sản, dù gia đình có tốt tới đâu cũng đều trở thành dáng vẻ đáng ghét. Họ đều thay đổi rồi. Nhưng chị không thay đổi. Tôi cũng thay đổi rồi. Tôi mệt lắm. Tôi thật sự đã rất cố gắng rồi. Tôi vẫn luôn nói với bản thân, Đoàn Gia Bảo, mày nhất định phải chống cự được. Bây giờ mày chính là trụ cột duy nhất trong gia đình. Nhưng bây giờ nhà cũng không còn rồi. Tôi cứ cố gắng chống đỡ như vậy, ý nghĩa ở chỗ nào chứ? Tôi vẫn luôn cảm thấy bố mẹ từ nhỏ tới lớn cùng tôi trưởng thành, yêu thương tôi, bảo vệ tôi. Cho nên bây giờ nên đến lượt tôi bảo vệ họ. Nhưng mà chị nói đi. Tôi không thể nói. Suy nghĩ này của tôi quá đáng sợ. Chị có thể nói với tôi bất cứ điều gì. Tôi thật sự rất hối hận. Tại sao tôi lại dẫn họ tới thăm quyến chứ? Tôi vốn không thể nào tiêu hóa được nhiều cảm xúc tiêu cực như vậy. Tôi cũng không có năng lực gánh vác nhiều thứ như vậy. Đoàn Gia Bảo, đi theo tôi đi. Đi đâu? Đi Hàng Châu. Chúng ta cùng tới công ty đó để làm việc. Chị làm người quản lý như chị muốn. Tôi làm nghệ sĩ của chị. Sau khi tới đó, thế nào cũng được. Bố mẹ hai người họ đều có cuộc đời riêng của mình. Họ sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình. Chị không cần thiết chuyện gì cũng phải để bản thân gánh vác. Càng không cần cùng họ rơi vào vòng xoáy này. Để bản thân tốt lên trước. Chúng ta chạy trốn đi. Đại Bảo, nè, cậu quay về nhanh vậy. Sao cậu về rồi? Mau lên, còn chưa làm xong nữa. Sao cậu về sớm quá, mau vào phòng đi. Không để cậu nhìn được, đừng có nhìn lén, đừng.
Tấm cuối cùng của tôi cho chị đó. Chị cần nó hơn tôi. Sau này dù gặp phải khó khăn lớn hơn nữa, tôi chỉ cần nhớ tới tôi vẫn còn một tấm vé số dư cạo. Tôi sẽ mãi mãi có hy vọng, mãi mãi có khả năng thay đổi. Đoàn Gia Bảo, đi cùng tôi đi. Chúng ta chạy trốn đi. Được rồi. Nào, mau tới đây, nhanh lên. Mau mau, nào, thay quần áo. Cởi ra, cởi. Nhanh lên. Hả? Nè, mau tới đây đi. Tiểu thọ tinh của chúng ta. Các cậu đang làm gì thế? Đoàn Gia Bảo, hôm nay bọn mình để chúc mừng sinh nhật cậu đã chuẩn bị rất nhiều chủ đề. Vốn dĩ bọn mình muốn chuẩn bị cho cậu chủ đề khu vui chơi trẻ em, nhưng bị mình phủi rồi. Bởi vì đại bảo của chúng ta đã trưởng thành rồi, cho nên bọn mình đã chuẩn bị cho cậu chủ đề người lớn. Hả? Nhảy disco. Nhảy disco. Nè, mình chính là DJ của hôm nay. Kim người pha chế rượu, kim thợ làm bánh gato. Đẹp quá đi. Mình cũng có quà. Cái gì? Chà, đây chính là báo cáo sinh nhật đặc biệt của Tường Bốc Phốt. Tất cả lời chúc phúc đều đến từ người xa lạ. Wow. Chào mọi người, hôm nay chính là sinh nhật của đồng đảng của mình. Đây không phải là cậu sao? Thu thập rất nhiều lời chúc sinh nhật để giọng nói ấm áp của mọi người cùng cậu ấy trải qua hành trình tiếp theo. Đúng thật là trong này có 602 lời chúc phúc đến từ 25 thành phố. 602, cái này ý nghĩa tốt quá. Tất cả những điều không vui đều sẽ qua. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Hôm nay cũng là sinh nhật 20 tuổi của em. Chúc người chị sinh nhật cùng ngày cùng tháng với em sinh nhật được vui vẻ. Được rồi, còn lại cậu quay về xem dần. Đúng, còn lại mình quay về xem. Mình cũng có quà. Tuy mình không bày vẽ nhiều như tiểu quả, nhưng mà cái này là mình tự tay làm. Cậu xem đi. Chà, cái này đẹp quá. Wow, cái này là vòng tay ngọc trai từ thương hiệu Lương Sản còn non nớt. Vừa hay gần đây mình đang học mà. Từ khoan, mài, khảm nạm cho tới phối hợp, toàn bộ quá trình chế tác đều vô cùng vui vẻ. Hơn nữa mình còn gửi gắm vào nó ý nghĩa rất đặc biệt. Cậu xem đi, có nhìn ra không? Bên trên có một cái bánh quy. Đây là đại bảo. Vậy đây, cái bím bướm bướm này là mình. Thế mà cũng đoán ra hết hả? Đúng vậy, bởi vì đại bảo thích ăn mà. Còn Tiểu Đình là đáng yêu như vậy. Còn cái túi tiền này là cho cậu đó. Hy vọng cậu phát tài. Còn kim cương này là mình. Mình hy vọng có thể linh linh phát sáng lấp lánh. Cái màu đen này chính là thạch đầu. Thông minh. Cái này tuyệt quá, có lòng quá đi. Mình cũng muốn có. Đợi mình học tốt đi, sẽ làm cho các cậu hết. Được, được rồi, chúng ta đi hết đoạn đường quan trọng đằng sau đi. Thổi nến, ước nguyện, disco. Đáng yêu quá. Nào, cầu nguyện đi. Nguyện vọng đầu tiên của mình là mong ước các bạn của mình đều vui vẻ, ồn ào và không có muộn phiền, không có chuyện không vui. Nguyện vọng thứ hai là hy vọng dù chúng ta không ở bên nhau, chúng ta cũng sẽ là bạn tốt cả đời này. Hả? Sao nói giống như chia ly tới nơi rồi vậy? Mình gần đây chẳng phải mình cứ về chỗ bố mẹ mãi không về 602 sao? Được rồi, vậy thì nguyện vọng thứ ba của hôm nay mình sẽ xem cho ai đây? Tiểu quả. Cậu thôi việc rồi, còn yêu đương rồi, thôi đi. Còn Tiểu Đinh. Tiểu Đinh cũng yêu đương. Hơn nữa còn có đột phá mới. Không được, không được. Lương Sản. Tuy cậu đã về tầng 7, nhưng mà cậu chưa yêu. Vậy thì nguyện vọng này cho cậu đi.
Wow, gì vậy? Coi thường ai đó? Cậu ấy không cần thì mình cần. Mình cần, mình cần. Vậy cậu ước đi. Chính là gần đây đúng là mình rất bùi ngùi. Mình cảm thấy bọn mình càng lớn lên thì trói buộc cuộc đời lại càng nhiều. Cậu trước đây đã bảo mình không biết nên an ủi thế nào, nhưng mà thật ra mình vẫn luôn cảm thấy những việc khó khăn này đều không phải là chướng ngại giữa cậu và Ân Thưởng. Bị nhìn thấy dáng vẻ suy sụp thì làm sao chứ? Các cậu trải qua nhiều thứ như vậy, hà tất phải quan tâm tới điều này? Cho nên nguyện vọng này mình ước cho Đại Bảo. Mình hy vọng cậu có thể giống như trước đây, dũng cảm lên, dũng cảm yêu đi. Được rồi, thổi nến đi, nhảy disco thôi. Được rồi, 3, 2, 1. Âm nhạc. Your back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You and me just dance. In this moment, in this place, you never know behind your back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enjoy the moment, enjoy the show. You never know. Feel everything out of your mind. Everybody don't wanna know. Just dance. Let's dance. Come on, join the show with me. Chúng ta đến Hàng Châu đi. Đừng nói với tôi mấy người mất mặt. Quay lại nói cho rõ đi. Nói rõ cái gì chứ? Tiền tháng này đi đâu rồi? Tôi không lấy được tiền tháng này. Đúng rồi, anh lại nói tới cái này. Anh không lấy tiền về, anh đưa cho ai tiền kiếm được? Tôi không kiếm được, tôi lấy cái gì cho cô? Vậy tiền của anh đâu rồi? Sinh hoạt phí tháng này còn không đủ, anh vẫn còn tiêu phung phí. Tôi mang đi đầu cơ rồi. Bây giờ làm việc ở đó đối với tôi thì cũng khá tốt. Họ đóng cho tôi bảo hiểm 5 khoản và các phương diện cũng có đảm bảo. Luôn có người nói với chúng ta, gặp phải khó khăn thì vượt qua nó là được. Nhưng tôi cảm thấy lách qua nó cũng tốt mà. Đi cho em. Sếp Châu. Sếp Châu. Biết rồi mẹ. Mẹ cũng nhớ ăn cơm đó. Còn nữa, combo sức khỏe lần trước con làm cho mẹ, mẹ nhớ phải đi nha. Sau khi khám xong nhớ nói cho con biết đó. Được. Luôn có người nói với chúng ta rằng phải cố gắng hết sức, phải luôn luôn cố gắng. Nhưng lại quên nói cho bạn biết rằng tại sao phải cố gắng hết sức. Luôn có người nói với chúng ta rằng tình yêu sẽ ra sao. Thật ra nó không có hình mẫu cố định. Dáng vẻ chúng ta ở bên nhau chính là dáng vẻ tuyệt vời nhất. Thành phần của nó vô cùng an toàn, trải nghiệm người dùng cũng rất tốt.
Xin lỗi nha, tôi còn có chút việc, tôi phải đi trước đây. Cái này là được rồi. Tạm biệt tạm biệt. Những gì người khác nói với chúng ta đều chỉ là tham khảo thôi. Nếu bạn không muốn làm thì hãy lắng nghe tiếng lòng của mình. Đừng bỏ lỡ trực giác xuất hiện trong khoảnh khắc. Mật ngữ các chòm sao nhớ nhung khiến người bạn rung động sẽ gặp may mắn. Ăn cơm đi. Là sao vậy chứ? Gần đây cho mày cái này cũng không ăn, cho cái kia cũng không ăn. Là sao? Dỗi à? Hay là không muốn ăn? Còn ngó lơ mình nữa chứ. Sếp Tưởng, hợp đồng mới của chị Sản soạn xong rồi. Anh xem thử đi. Tưởng soái à, hợp đồng này khác gì với cái trước đó sao? Đến tôi còn không kích thích được thì sao cậu kích thích cô ấy được? Nhưng mà doanh thu gần đây của chị Sản ổn định và tăng dần, không cần phải kích thích cô ấy nữa. Bây giờ trên bề mặt trông cô ấy rất bình thường, nhưng cậu không nhận ra sao? Bây giờ cô ấy không còn chú tâm vào việc live stream nữa. Chỉ cần có thời gian là cô ấy lại tới làm ngọc trai parrot. Cô ấy không ổn. Chẳng lẽ chị Sản thích Kiều Khắc kia sao? Kiều Khắc đâu có đẹp trai bằng anh đâu. Chúng ta điều chỉnh lại tỷ lệ phân chia thù lao trên hợp đồng của chị Sản, nghiêng về đầu tư tài nguyên hơn. Vậy anh nói thử xem. Nè, cậu nghĩ hổ có hứng thú với cái gì nhất? Là thịt sao? Không phải, là quá trình săn. Có một số người, thật ra thứ người đó cần không phải là tiền, mà người đó chỉ cần sự sảng khoái sau khi khiêu chiến thành công. Tổng doanh thu gấp 2 lần. Thử thách này đủ không? Hổ thích nhất là bắt linh dương, đúng không? Nhưng mà nếu như chúng ta cho nó 100 con linh dương, khi nó ăn tới con thứ 5 thì nó sẽ mất đi hứng thú. Cho nên bây giờ thứ tôi cần làm không phải là cho cô ấy linh dương, mà là cho cô ấy hươu, thỏ hoang, thậm chí là gấu xám. Thứ khiến cho cô ấy cảm thấy nguy hiểm hoặc là báo. Tôi không hiểu lắm. Gấu xám, báo, thỏ hoang mà anh nói đó là chỉ cái gì? Nếu như tôi biết, tôi đã không ẩn dụ với cậu rồi. Trước đây chị Sản cực kỳ muốn lập thương hiệu cá nhân, đúng không? Trước đây chẳng phải anh muốn lập Lương Sản tuyển chọn cho cô ấy sao? Sau này trở thành Lan Châu tuyển chọn. Vậy chúng ta để Lan Châu tuyển chọn cho cô ấy làm luôn đi. Thử thách này đủ không? Lan Châu tuyển chọn là một trong những thương hiệu quan trọng nhất của công ty chúng ta trong 2 năm tới. Nước đi này liệu có mạo hiểm quá không? Chính là cần sự mạo hiểm này, càng mạo hiểm càng tốt. Nè, vừa hay bên kia đang thiếu một người phụ trách thương hiệu quyết đoán. Thay vì để cho cô ấy ngày nào cũng chạy đông chạy đáo, chi bằng để cô ấy có chút thử thách, đúng không? Như thế đối với cô ấy, đối với công ty chúng ta mà nói, đều có lợi. Có lý có dẫn chứng thuyết phục được người khác. Cậu mau soạn hợp đồng đi, nhanh lên. Nhưng mà chúng ta sắp phải đi gặp sếp Tôn. Được rồi, cậu đi trước đi. Chút nữa tôi sẽ tới ngay. Được. Kỳ lạ thật, bình thường lúc này đã đem tới rồi mà nhỉ? Làm gì vậy? Chờ tôi sao? Tôi đang nghĩ sao họ vẫn chưa đem mẫu thử tới. Sửa đầu nành. Hiếm khi thấy anh mặc vest đó. Chiều nay phải gặp một người khách quan trọng.
Lệch rồi. Hợp lắm. Ý em là người hay là cravat? Ý tôi là bộ vest. Tôi đi nha. Sắp có hoạt động lớn, xin hãy chờ đợi. Có chuyện lớn nữa à? Bí ẩn thế nhỉ? Alo Kiều Khắc, sao vậy?